và mọi tháng nữa không? Dạ. Uống gì? Uống cái gì cũng được. Uống cái gì cũng được, muỗi rất là dễ cô ba ơi. Nha. Ê, lại đó chọn luôn, muỗi đi theo rồi lại đó mà chọn, mà coi nước gì mà chọn luôn. Trời ơi, hai cậu cháu đi chơi tới đây cái khát nước quá. Thấy có cái máy bán hàng tự động. Đó. Nè, có máy. Ở trên thì có bánh nữa nha. Ơi, có muốn nước. Nước gì? Nước số 5 là nước gì? Nước là sành nách. Nước số 5 là sành nách. Sành nách từ gà, sơ ca gì đó. Sành nách có. Đúng không? Sành nách mà, hai nước uống. Tại này cắt nước mà nước đi. Đào mới uống nước đào. Đào, nước đào. Nước gì? Nước 26, nước dâu mà mỗi. Nước dâu, nước dâu. Số 26 là đâu? 26 thôi. Ủa là 26 đây nè, à, nước dâu mà. Nước lựu. Dâu. Sao thấy dễ thấy lựu vậy? Hay dâu. À dâu, dâu, dâu. Thấy nhầm, nhìn nhầm. Ủa? 26 là dâu. Là mình ghét con dâu lắm mà. Đâu? Mũi ghét con dâu rồi nào? Còn ba không có 10.000, mũi ơi, có 20.000 à. Có 10.000, có 10.000 không? Đây. Người ta cho 20 nữa kìa. Không. Nhưng mà 20 thì không có lấy, không biết có tiền thối không? Đây nè, tiền 10.000 có nè. Không. Cho nè, cho 10.000 nè. Có 10.000. Có một tờ 10.000 duy nhất. Bỏ vô đó, mỗi thử mua cái được không nha, mỗi tập mua nha. À, mỗi mua đi. Mua cái được không? Hồi trước mỗi cũng hay mua mà. Nay mỗi mua được không? Rồi bấm số, bấm số. Bấm số 26 không? Ừ, rồi bấm nhanh lên. Rồi, chờ nước gấp. 26. Cứ cái đùng xuống quá. Hết hồn chưa? Rồi lấy đi. Rồi. Lạnh không? Lạnh mát. Rồi uống đi, khui ra uống đi. Hai đứa cậu ba uống cho. Dâu. Cậu ba khui đi. Sao sao ngon không? Ngon. Ngon, ngon. Cậu ba thử đi. Đã, ngon. Ngon. Mùi dâu. 10k hả mùi? Ba mùi dâu đó trời. Rồi đi được chưa? Đi. Đi chơi tiếp. Không biết tại sao nó 5.000 rồi. 10. Mười chứ phải năm, con nãy con bỏ 10.000 rồi, cái chai 5.000. Nè, ừ. Lớn nè. Nước không? Uống 5.000. Ừ. Tổng cộng là 10.000. Ừ. Đây. Đi qua bên kia không? Qua bên nào? Đi bên kia. Trời ơi, cắt nước. Ừ, cắt nước. 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 Cắt nước.